chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Xe TV. Hiện nay mình đang đứng trước N900 của bạn nha các bạn. Năm 2024. Chiếc xe này bây giờ mình sẽ đưa đi xuống huyện Phú Tân của tỉnh An Giang để đăng ký nha các bạn. Thì trong quá trình mình đi, mình sẽ quay cho các bạn xem thử chiếc xe này nó chạy có mạnh không, và nó qua leo lên những cái gờ, hoặc là nó chạy tăng tốc nó nhanh không nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ làm thủ tục để mình đưa nó rời khỏi nhà máy để đi đến huyện Phú Tân của tỉnh An Giang nha các bạn. Mình đang đổ dầu cho chiếc xe để chuẩn bị đi nha các bạn. Cái bình dầu của chiếc xe N900 này là 210 lít nha các bạn. Bình dầu nó rất là lớn, mình đổ dầu vào có thể đi đoạn đường rất xa, không lo phải hết nhiên liệu nha các bạn. Hiện tại mình đi ra đến chỗ ngã tư cầu vượt Bình Phước rồi các bạn. Và cái số km audio hiện tại là 14, 13 cây máy rồi các bạn, gần 14 nè. Mặc đồ phương tiện bây giờ cũng là gần 4 giờ chiều rồi các bạn. Bây giờ mình đi chắc cỡ tầm 10 giờ mới tới nơi các bạn. Chiếc xe này phải nói là nó lên ga, mình lên dốc nó rất là nhẹ các bạn. Mình đang chạy lên cái cầu vượt Tân Thứ Hiệp mà mình lên ga nó rất là nhẹ, đang cũng đi số 4 nữa. Nói chung là nó rất là nhẹ các bạn. Lên ga cảm giác nó rất là êm ái. Và nó phải nói là cái mô men xoắn tăng lên mạnh các bạn. Và nó lên dốc cũng cao, dốc ở cầu vượt Tân Thứ Hiệp cũng cao nhưng mà lên rất là nhẹ nhàng các bạn. Chiếc xe này phải nói là nó rất mạnh. Động cơ Cummins này rất tốt các bạn, mình cảm nhận như vậy. Hiện tại mình đang đi trên đường cao tốc Trung Lương, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nha các bạn. Nối với lại Trung Lương Mỹ Thuận luôn các bạn. Đường cao tốc bây giờ thì vào buổi tối rồi, lượng phương tiện cũng rất là đông các bạn. Và chiếc xe N900 tải trọng 981 của mình đang chạy thì nó cũng rất là mạnh. Thì cảm giác nó rất là thoải mái các bạn. Bởi vì chiếc xe này vô lăng cũng nhẹ, số thì cũng nhẹ. Nói chung là đi thoải mái các bạn. Nói chung mình thấy nếu mà đầu tư với cái giá tiền như thế này mà có một chiếc xe này chở hàng được 10 tấn thì mình thấy là nó quá hợp lý các bạn. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại mình đã đi đến chỗ trạm thu phí trên đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nha các bạn. Vì xe mình là chưa có đăng ký biển số chính thức, chỉ có đăng ký tạm á các bạn. Cho nên là vào đây phải dán thẻ mới qua được nha các bạn. Ở đây phải làm thủ tục để dán thẻ tạm thời của VETC mới qua được. Bây giờ là cũng tối rồi các bạn. Có một em đang hỗ trợ để dán thẻ mới qua được cái trạm thu phí này các bạn. Mấy bạn nào khi mà qua bên trạm thu phí này chú ý nha các bạn, mình phải dán thẻ để kiểm tra số dư của tài khoản của thẻ thì mới đi qua trạm được nha các bạn, nhất là trên những đoạn đường cao tốc. Hiện tại mình đã đi đến cầu vượt Mỹ Thuận 2 rồi các bạn, chuẩn bị đi đến đường quốc lộ 80. Cũng còn tính ra đến bây giờ là địa phận của tỉnh Vĩnh Long các bạn. Và đi còn khoảng là mấy chục cây nữa, còn 80 cây nữa là đến Phú Tân An Giang các bạn. Cầu Mỹ Thuận 2 này rất lớn nha các bạn. Và chiếc xe mình lên cái dốc cầu Mỹ Thuận 2 thì nó cũng rất nhẹ nhàng nha các bạn. Mình biết rằng là đi xe công, tuy nhiên thì mình đi nó cũng qua rất là nhẹ nhàng. Đi số 5 qua cũng thoải mái các bạn. Và các xe, trong khi các xe khác thì chạy rất là chậm và lên không nổi. Lúc nãy mình đi qua hướng An Giang thì mình đi hướng cầu Vòng Cống các bạn. Bây giờ thì cũng gần tới rồi. Bây giờ mình đang ở trên phà để đi qua bên kia sông. Thì cái phà này tên là phà Năng Gù nha các bạn.
bến phà Nang Gù nha các bạn. Bến phà Nang Gù lúc về đêm vắng vẻ các bạn. Hiện tại mình đang ở chỗ chi cục thuế huyện Phú Tân với Chợ Mới các bạn. Mình đang làm hồ sơ bên chi cục thuế xong rồi bây giờ mình qua bên ngân hàng để đóng thuế nha các bạn. Đây có một ngân hàng Vietinbank để đóng thuế gần bên này. Mình đi vào đây thì mình đậu chiếc xe ở bên ngoài đường kia các bạn. Đây là chi cục thuế và mình đậu chiếc xe N900 ở ngoài đây. Và bên này là ngân hàng Vietinbank, qua bên này đóng thuế nha các bạn. Hiện tại mình đang ở chỗ công an huyện Phú Tân nha các bạn. Đưa xe vào để chụp hình và mới vừa bấm số xong rồi các bạn. Đang ép biển số chạy ra bên ngoài để người ta ép biển số nha. Hiện tại mình đang đứng trước chỗ công an huyện Phú Tân nha các bạn. Ở chỗ đội cảnh sát giao thông. Ở đây là nó tên đường Tôn Đức Thắng các bạn. Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Và chiếc xe mình vừa bấm biển số xong đang ra dán đề can với lại dán biển số các bạn. Biển số mới vừa bấm được là 67F00472. Rất đẹp nha các bạn. Mình đang vừa mới dán biển số là xong rồi các bạn. Đang chạy về hướng Tân Châu xong đi qua Châu Đốc để làm thủ tục bên chỗ ngân hàng các bạn. Ở đây thì cũng có rất là nhiều xe tải sắp là 900 chạy nha các bạn. Chiếc này của mình cũng là N900, chiếc kia cũng đang là chiếc N900 nha các bạn. Con đường này từ Phú Tân đi qua Tân Châu các bạn. Có rất là nhiều xe rắc nha các bạn. Ở ngay chỗ thị xã Tân Châu nha các bạn, của tỉnh An Giang. Và bây giờ chuẩn bị mình để xe ở đây và lên các bạn đi xe máy chạy lên trên kia để làm hồ sơ đăng kiểm các bạn, trên Châu Đốc các bạn. Và hiện tại là mình đang ở trung tâm đăng kiểm 6703D nha các bạn. Là vừa làm thủ tục đăng kiểm cho khách hàng xong rồi. Ở đây thì cái xe này là xe mới cho nên được miễn chu kỳ kiểm định lần đầu nha các bạn. Và bây giờ là chuẩn bị đi về lại Bình Dương các bạn. Đang ở quán cơm cùng với lại anh khách hàng nha các bạn. Em ăn mắm được không? Ăn mắm được không? Dạ cũng được anh. Anh ăn được, em ăn được anh. Cơm 7 đồng 2 nha các bạn. Ở Châu Đốc. Sau khi làm các thủ tục xong thì đi chuẩn bị ăn cơm xong rồi mình còn về lại Bình Dương. Đây là
linh bông điên điệu.